vào một cái thời tiết rất là mát mẻ quý vị. Quý vị có thể enjoy những cái bản nhạc đồng quê vô cùng hay. Và lúc sau đó là một cái nhà hàng, quý vị có thể enjoy tham gia rất là vui nhộn. Và các quý vị tham gia ở đây cũng đã tham gia dạy những cái điệu nhạc đồng quê. Và đi thẳng con đường này thì quý vị có thể thấy đó là một cái mission mà quý vị đã tìm hiểu cùng phải thông tin. Cái bar này nó rất đặc biệt là bởi vì nó được design theo một cái phong cách rất là cowboy. Và kính thưa quý vị, tại nơi đây, trước khi cái parade diễn ra thì đã có một cái lễ truyền thống chúng ta gọi là Huskow Day đã được tổ chức. Và ngay bây giờ Hoàng Anh xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những cái hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được trong ngày Huskow Day nó như thế nào. Xin mời quý vị. Today is Huskow. It's Friday, the day before the parade. Tomorrow's the parade, big parade. But Huskow Day is we get to arrest people, pull our guns out. You can hear the gunfire going in the background. I won't shoot right now, too close to the... I won't scare you guys. But anyway, we throw them into jail, and we have to pay a bail to get out, buy a garter or a badge or something. That's how we raise money for the parade. Days on my harbor. Not young, I'll be. Thanks, you wouldn't think I've done. See me now. Well, I pick and sing, and they think I'm a star. Every time I'm down in my old car, I get six strings away. I'm my new crossroads. Yeah. How long do good times live? If they need all the old ways and hard time days, are just... This is for $3, and for $5 you can strut around in a nice garter. Thank you very much. This is for the association. Vừa tìm hiểu xong những cái hình ảnh và những cái hoạt động rất là đặc biệt của cái ngày Huskow Day. Và bây giờ Hoàng Anh đang đứng ở góc đường Spring Street và El Camino Real. Đây là một cái nơi chính để chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc parade diễn ra. Quý vị có thể nhìn thấy những cái đội múa cờ, những cái đội trống và kèn đã sẵn sàng chuẩn bị cho một cái big event trước khi diễn ra. Và Hoàng Anh cũng rất là excited để xem một cái parade rất là lớn như vậy. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi tới một cái nơi rất là đặc biệt, và quý vị muốn giới thiệu đến quý vị một người trong ban tổ chức và sẽ giải thích cho chúng ta thêm về những cái information về cái parade này nhé. Well, it started 56 years ago with some people in town that had businesses, and they rode through town and wanted people to see their businesses, and it grew, and it was kind of a popular event, grew into sort of a carnival. And then the Fiesta Association, which I belong to, is a totally voluntary organization of about 300 members, and they put the parade on. And it's people come once a year to see this place. It's a beautiful city. It's got the Mission, one of the most beautiful missions in California, the Mission system. And people use this as a meeting ground. We've had people here that have been here for 50-some years. They meet every single year. Now they have parents and grandparents, and everybody sits together and meets on the parade. Well, one of the things that are special about this parade, it's a totally non-motorized parade. There are no motors whatsoever, so it's the largest non-motorized parade in the country. It's also the largest equestrian parade. We have more horses than any other parade in California. Khán giả thân mến, Hoàng Anh đang ở đây là một nơi khác của downtown, và quý vị có thể thấy đây là những cái em bé trong cái ban điều hành, và Hoàng Anh cũng chưa biết là các em bé này có nhiệm vụ gì trong cái cuộc parade này đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới để hỏi để xem các em bé này có nhiệm vụ quan trọng như thế nào. Hi kids, how are you?
Okay, can I ask you a quick question about, I will see a lot of kids right here and I'll bring some tools. Can I explain about what's the kids, what they're here? Well, our church, Hope Crossing Community Church, we are here in San Juan Capistrano, and we volunteer to help clean up the food for the horses throughout the whole parade. So we have 10 stations where, as the horses come by, we get the scoop, we scoop it, put it in the trash can, then we sweep it up so that it doesn't smell and it's not laying around to the parade route. How are you? 11. Quý vị chỉ mới có 11 tuổi và đây là một cái trang phục rất là lạ và anh muốn giới thiệu đến quý vị đây là một cái đặc biệt gì đây trong cái parade. Well, this customs come from around the 1943 years. We use this kind of customs because we want to feel like freedom from freedom the Spain, from, the Spain people, you know, when the Spain people came to Mexico and they tried to, they invade us. So this is like a tradition, like a dance, because it was just one day. And we would try to dance, you know, to like feel like freedom from them, because we're working a lot for the Spain people, you know. And the tradition start when the people start to, you know, take a day off, and in the day off, they start to do it like a parade and all of those things. So we start to do it with the new generations, and we teach them, you know, what does this mean, the customs. We put the traditional gods from us, you know, from a long time ago. You see in the front and in the back also, you see? Those are the kind of God from us, and all of those things are the feathers we put in, because you know it looks like Nash, you know, we try to make a custom like you know, the people like it. Yeah, this is a 1902 American horse-drawn steam fire engine. This is a fire engine that the city of Reno used in 1902 to 1920, and this is what's known as a classic in American firefighting. This was the device that finally gave us the ability to put big fires out. It's a steam boiler that powers a steam engine, which pumps the water through these hoses, and it was pulled to the fire by these horses, which are the Morgan Percheron type of fire horse. And of course we have the Dalmatian fire dog, and its job in the early days was to protect the horses from other dogs. Okay. And so still special? Today, this thing has been restored, and it can pump 1,000 gallons of water a minute, which gave us the ability to put out big fires in the early days. Because in the early days, America's cities were all made out of wood. They were built close together, and open flames were used for heating, cooking, and lighting. So we had a lot of big fires in America. And this was the fire engine that gave us the ability to put out big fires. Và quý vị thấy đây là những cái chú ngựa mà hồi nãy Phần Anh có giới thiệu đến quý vị đó. Đây, tất cả những cái cowboy đã cởi những cái chú ngựa để đi tới chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc parade. Đây, quý vị có thể thấy một cái đường rất là dài, những cái chú ngựa màu trắng, màu đen, màu nâu và rất là đẹp mắt quý vị. We're with the Rancho Mission Viejo El Adobe, and we're the riders. We have 200 riders here today representing Rancho Mission Viejo. Hi guys! Hello! Quý vị khán giả thấy không? Đây là một trong những cái nơi quý vị khán giả sẽ được tới đây để xem cái buổi trình diễn parade hôm nay, và không có đủ chỗ tới nỗi mà quý vị khán giả phải leo cả lên tường, rất là sôi động quý vị. Khán giả, và đây là cái nơi quan trọng nhất, đó là cái buổi diễn hành đã bắt đầu, và quý vị có thể nhìn thấy ở đằng kia là một nhóm người Việt Nam của chúng ta đang ghi lại những hình ảnh rất đặc biệt của event hôm nay. Và kính thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị cùng enjoy cái parade hôm nay nhé. Thank you.
đến và đây là một cái góc nhìn khác mà Hoàng Anh muốn gửi đến quý vị. Và quý vị có thể nhìn thấy đây là một cái chúng ta có thể gọi là một cái đội kèn và đội trống, và đây là một phần rất là quan trọng trong cái parade hôm nay, bởi vì đây là một cái nghi lễ mà không thể thiếu. Quý vị có thể thấy những cái trang phục rất là đặc biệt tượng trưng cho cái buổi lễ này, và hy vọng là quý vị sẽ enjoy the show today. Parade nó đang diễn ra thì Hoàng Anh cũng muốn giới thiệu đến quý vị. Hoàng Anh đang đứng ở đây, đó là Mercado Street Fair, là một cái hội chợ ngay kế bên cái parade, để quý vị khi quý vị muốn mua những cái đồ ăn thức uống thì quý vị hãy ghé đây. Và đặc biệt ở đây cũng có những cái giai điệu đồng quê rất là hay để quý vị tham gia dance hoặc là hòa đồng với những cái người ở đây rất là thân thiện. Và bây giờ Hoàng Anh đang có mặt ở một cái tiệm nó chuyên làm về những cái rổ, những cái giỏ mà theo cái kiểu của Africa ở bên châu Phi đó thưa quý vị. Đây chẳng hạn như là một cái giỏ này có giá là 45 Mỹ Kim, mình cũng có thể mua được và mua về làm kỷ niệm quý vị nhé. Quý vị xem có hợp với Hoàng Anh không? Chưa biết hả? và còn cái này nó lại giống như là một cái chúng ta có thể mua về để đựng cái ấm trà ở trong nhà cũng được hả? Cái này có giá là 33 Mỹ Kim. Rất là đẹp quý vị, có những cái vòng nó đủ màu sắc hết, và có thể đây là một cái món đồ mà nó sẽ làm cho cái ngôi nhà của quý vị nó sinh động hơn. Our customers totally are people that are gonna buy a piece of clothing for that special moment in their life, like a birth of a child or a wedding. It could be the mother of the bride, the mother of the groom. It could be for a prom. Also, ladies buy the hats because they like to wear them for the racetrack. They go to the racetrack or for a tea party. Okay. This is a great tea party hat, okay? And then a lot of times ladies travel. One nice thing about the lace and the trim is that it doesn't wrinkle. So ladies can wear it while they're traveling. They don't have to worry about ironing clothes while they're on their vacation. Ở cái chỗ này rất là rộng lớn quý vị ơi, và bây giờ thì Hoàng Anh đang đi vòng vòng ở trong cái khu này để tìm những cái chỗ đặc biệt và sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị. Và đây là một cái khu dành cho các em thiếu nhi. Nếu mà quý vị nào mà có con nhỏ đó thì quý vị cũng có thể tới đây được. Và chỗ này có tên là Historic Town Center Park. Rất mong là quý vị tới đây quý vị sẽ không miss cái chỗ này nhé. Đây cũng là một cái trò chơi rất lạ thưa quý vị, không biết là cái trò chơi này gọi là trò chơi gì đây, không biết là có air ở bên trong cái quả bóng hay không, nhưng mà thấy cũng rất là thú vị. Quý vị có thể dẫn con em của mình tới đây để tham gia những cái trò chơi nước, vừa chơi trên bờ hoặc là có vẽ những cái mặt hình con thú mà Hoàng Anh biết là các bé rất là thích. Đây Hoàng Anh đang đứng tại một cái chỗ mà được đặc biệt các em nhỏ rất là yêu thích, đó là cái trò chơi quý vị biết là jumper rồi leo lên và tuột xuống đó. Đây là một cái trò chơi mà chẳng những trẻ em thích mà Hoàng Anh cũng thích luôn. Let's wipe off our hands.
precision dancing.